các công ty nhà nước Iran đã bắt đầu các bước chuẩn bị để sửa sang khu phức hợp lọc dầu lớn nhất Venezuela là Paraguna Refining Center, gọi tắt là CRB. Reuters dẫn nguồn thảo tin cho biết ngày 23 tháng 5. Một đơn vị thuộc công ty lọc và phân phối dầu nhà nước Iran tháng này đã ký thỏa thuận 116 triệu đô la Mỹ với công ty dầu khí nhà nước Venezuela để sửa chữa và mở rộng El Palito, nhà máy lọc dầu nhỏ nhất nằm ở miền trung của quốc gia Nam Mỹ. Dự án tiếp theo của công ty lọc và phân phối dầu nhà nước Iran là CRB, khu phức hợp gồm hai nhà máy lọc hàng đầu thế giới với công suất lên đến 955.000 thùng một ngày. Chi tiết thỏa thuận vẫn đang được thương lượng. Theo các ước tính độc lập, CRB tháng rồi chỉ hoạt động với 17% công suất. Một nguồn tin tiết lộ, trong khoảng một năm, Iran có thể đưa người đến Baraguna. Họ đang tập trung hoàn toàn công tác chuẩn bị, bao gồm nhà ở cho công nhân. Dự án CRB sẽ góp phần củng cố mối quan hệ năng lượng được mô tả là phao cứu sinh cho ngành công nghiệp dầu mỏ của Venezuela vốn chịu tác động nặng nề vì lệnh trừng phạt của Mỹ. Iran, quốc gia cũng bị Mỹ trừng phạt, đã cung cấp cho chính quyền tổng thống Venezuela Nicolas Maduro nhiên liệu và chất pha loãng để sản xuất dầu thô có thể xuất khẩu được. Kể từ năm 2020, Iran còn hỗ trợ thiết bị để giúp Venezuela sửa chữa và nâng cấp mạng lưới lọc dầu có công suất 1,3 triệu thùng một ngày. Đầu năm nay, các công ty nhà nước Iran đã cung cấp cho CRB những thiết bị cần thiết để khởi động lại một đơn vị sản xuất xăng. Một nguồn tin khác khẳng định, Iran sẽ hoàn thiện những dự án lớn mà công ty dầu khí nhà nước Venezuela lên kế hoạch thực hiện nhưng không làm được.